Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in SNT Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn qua số 08 9248 1286. Minh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, trong ngày hôm qua, Victoria đã có 1.377 ca nhiễm cộng đồng mới và 4 người tử vong. Trong khi tại New South Wales, việc lây lan tiếp tục giảm hạ khi mà New South Wales chỉ có 623 ca nhiễm và 10 người tử vong. Trong khi đó, Queensland vẫn tiếp tục ở tình trạng tốt đẹp với một ca nhiễm cộng đồng. Lãnh thổ ACT thì vẫn đang có chiều hướng trồi sụt hàng ngày và hôm qua đã có 28 ca nhiễm mới. Vietface TV thường ít có tin về Tasmania vì tiểu bang nhỏ nhất này đã không có ca nhiễm cộng đồng nào kể từ tháng 5 năm ngoái 2020 cho đến nay. Tuy nhiên, ngày hôm qua đã có một thiếu niên 15 tuổi bị dương tính và đang sống cách ly tại nhà, lại rời khỏi nhà để đi mua sắm tại siêu thị IGA. Điều này có thể tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh và đây là điều vô cùng đáng lo ngại cho Tasmania. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietvest TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2021. Tình hình đại dịch Covid-19 tại Victoria trong 24 giờ qua Tiểu bang Victoria tiếp tục lập kỷ lục về số ca nhiễm mỗi ngày khi mà hôm nay Victoria đã có 1.763 ca nhiễm mới trong tổng số 62.189 người thử nghiệm. Đây là số ca nhiễm trong một ngày cao nhất tại Úc từ trước đến nay, tức là cao hơn 164 so với kỷ lục tại New South Wales là 1.599 vào lúc đỉnh điểm, nâng tổng số ca dương tính tại Victoria trong đợt phong tỏa lần thứ 6 này lên mức 14.368 ca. Như vậy hôm nay là ngày thứ sáu liên tiếp, Victoria đã có trên 1.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trước đó, Victoria cũng đã có kỷ lục là 1.488 ca nhiễm vào thứ sáu tuần trước. Đa số sự lây lan đã xảy ra trong các gia đình. Điều này cho thấy là cư dân khu đô thị Melbourne mở rộng chưa thật sự tuân thủ các quy định y tế trong thời gian cách ly. Ngoài ra, Victoria cũng đã có thêm 4 nạn nhân tử vong ngày hôm nay, trong khi đó, thì hôm qua, Victoria cũng đã có nhân số tử vong là 4 người, nâng tổng số nạn nhân tử vong vì COVID-19 tại Victoria trong đợt phong tỏa lần này lên mức 57 người. Thông tin từ y sĩ trường Brett Sutton cho biết là tại vùng phía bắc của Melbourne, tình trạng lây lan dịch bệnh đang dần ổn định nhờ vào việc cư dân chủng ngừa đông đảo. Ngày hôm qua, đã có 8.000 học sinh chuẩn bị thi tú tài VCE đã được thử nghiệm kết quả cho thấy 33 học sinh đã bị dương tính Hôm qua, Bộ trưởng Giáo dục James Molino cho rằng việc thử nghiệm 8.000 học sinh nằm trong kế hoạch toàn diện của tiểu bang. 33 học sinh bị dương tính sẽ được miễn kỳ thi trắc nghiệm ngày hôm nay vì lý do y tế. Cũng theo lời của Bộ trưởng Molino, thì chính phủ Victoria sẽ chi tiêu thêm 233 triệu đô la để chương trình dạy kèm có thể được tiếp tục trong năm tới 2022. Trong khi đó, thì một chuyên gia dịch tễ học, giáo sư Tony Blakely của Viện Đại học Melbourne đã bày tỏ quan ngại là mức độ lây lan dịch bệnh tại Victoria vẫn đáng quan ngại khi mà nhân số vẫn hay còn trên 1.000 ca một ngày. Giáo sư Blackley đã đổ lỗi cho tình trạng lây lan tại Melbourne là vì công chúng đã không triệt để tuân thủ các quy định về y tế. Tuy vậy, giáo sư Blackley tin tưởng là việc phong tỏa cũng đã giúp ích rất nhiều trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh. Khi có số ca dương tính gia tăng thì cũng sẽ có thêm hàng trăm nơi đã trở thành địa điểm đáng quan tâm. Bởi vậy, chính phủ Victoria dự định sẽ không phổ biến danh sách những địa điểm có quan tâm được gọi là Tier 2. Quyết định này của chính phủ Victoria có vẻ như không làm hài lòng Bộ trưởng Y tế Liên bang là ông Greg Hunt. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế ông Greg Hunt nói rằng ông sẽ yêu cầu chính phủ Victoria nên trong sáng hơn trong việc loan báo tin tức tại khu vực Mornington mà hiện nay đang có những quan ngại là các viên chức truy vết đã bị quá tải. Đây cũng là khu vực nằm trong khu vực bầu cử của bộ trưởng Rick Hunt. Theo bản tin Đài ABC thì hiện nay có 55 ca nhiễm cộng đồng tại vùng Mornington nhưng chỉ có hai địa điểm gọi là Tier 1 được ghi nhận bởi Bộ Y tế Victoria, trong khi các địa điểm gọi là Tier 2 đã không được phổ biến. Ông Rick Hunt nói rằng ông am hiểu sự lo ngại của cư dân và sẽ liên lạc với chính phủ Victoria để có thêm chi tiết đầy đủ sau khi một số cư dân trong vùng không tin là họ đã nhận đủ tin tức phản ánh sự thật. Tình hình đại dịch Covid-19 tại New South Wales trong 24 giờ qua. Mức độ lây lan dịch bệnh tại New South Wales đã khá ổn định khi mà ngày hôm qua New South Wales chỉ có 623 ca nhiễm, trong khi hôm nay số ca nhiễm tại New South Wales tiếp tục giảm hạ ở mức 608 ca. Ngoài sự giảm hạ về số ca nhiễm dương tính thì số ca tử vong tại New South Wales cũng đã giảm hạ khi mà hôm nay New South Wales chỉ có 7 nạn nhân mà thôi. Trong số 7 nạn nhân ngày hôm nay, có 5 người là cư dân vùng Tây Nam Sydney, một người cư ngụ tại thị trấn Double và người còn lại cư ngụ tại miền Tây New South Wales. Với 7 ca tử vong mới này, New South Wales đã có tổng cộng 385 người tử vong vì COVID-19 trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Về tình hình chủng ngừa, hôm nay New South Wales đã có 67.5% cư dân trên 16 tuổi chủng ngừa đủ 2 liều, Điều này có nghĩa là chỉ trong vài ngày sắp tới, New South Wales sẽ đạt chỉ tiêu 70% để chấm dứt phong tỏa. Tuy là số ca dương tính không còn gia tăng đáng kể tại khu vực nội thành Sydney, nhưng những ca nhiễm tại vùng Illawarra ở phía nam và vùng Hunter ở phía bắc thì lại đang được giới chức thẩm quyền y tế New South Wales quan tâm, sau khi có 77 ca mới tại Illawarra và 59 ca tại vùng Hunter New England. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Nam Úc trong 24 giờ qua Tiểu bang Nam Úc ngày hôm qua thông báo là đã có một ca nhiễm cộng đồng và đó là một phụ nữ ở độ tuổi 50 cư ngụ tại vùng Mount Gambier. Y sĩ trường của Nam Úc giáo sư Nicholas Spurrier nói rằng các viên chức y tế vẫn đang tiếp tục điều tra quá trình di chuyển của ca dương tính này. Cho đến thời điểm này, nhân viên truy vết đã liên lạc với 12 người có tiếp xúc gần, trong số này 10 người đã có kết quả thử nghiệm là âm tính. Ngoài ra, thì Bộ Y tế Nam Úc cũng đã ghi nhận một ca nhiễm mới và đó là một tài xế xe tải trong lớp tuổi 30 đến từ Victoria. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết là người tài xế này vẫn thường xuyên lái xe qua lại giữa Nam Úc và Victoria trong nhiều tuần qua. Vì những ca nhiễm mới này mà chính phủ Nam Úc đã áp đặt nhiều biện pháp chặt chẽ, bao gồm 4 mét vuông cho mỗi người trong tất cả các sinh hoạt, trong khi mỗi đơn vị gia cư chỉ được đón tiếp hai người khách và các sinh hoạt riêng tư chỉ được giới hạn tối đa là 10 người. Ngoài ra, tất cả các trận thi đấu thể thao đều sẽ không có khán giả tham dự. Tình hình đại dịch COVID-19 tại lãnh thổ ACT trong 24 giờ qua Lãnh thổ thủ đô ACT tiếp tục có số ca nhiễm trồi sụt sau khi đã giảm hạ từ 38 ca xuống còn 28 ca ngày hôm qua, thì hôm nay ACT đã có số ca nhiễm gia tăng trở lại lên mức 33 ca. Trong số này, chỉ có 6 là được phát hiện khi đang sống cách ly. Phần còn lại, tức là 27 ca, là những người đã sinh sống bên ngoài cộng đồng trong lúc đã nhiễm bệnh dương tính. Về mặt chủng ngừa thì ACT vẫn tiếp tục dẫn đầu toàn quốc. Và theo lời của thủ hiến Andrew Barr, thì ACT đã có gần 95% cư dân từ 12 tuổi trở lên đã chủng ngừa một lần. ACT hiện là nơi duy nhất trên toàn quốc Úc châu đạt tỷ lệ chủng ngừa trên căn bản thành phần cư dân từ 12 tuổi trở lên. Những nơi khác, bao gồm cả New South Wales và Victoria, đều đang tính tỷ lệ chủng ngừa với những ai trên 16 tuổi. Mặc dù hôm nay ACT đã không có ai tử vong vì COVID-19, thế nhưng y sĩ trường Karen Coleman nói rằng có lẽ trong những ngày sắp tới sẽ có thêm người tử vong, đặc biệt là những người cao niên. Bác sĩ Coleman cũng thúc giục cư dân Canberra tiếp tục tuân thủ những biện pháp an toàn để việc phong tỏa có thể chấm dứt như dự định, tức là vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Lãnh thổ ACT được bao bọc bởi tiểu bang New South Wales và ông Andrew Ba bày tỏ hy vọng là ông sẽ có liên hệ tốt với thủ hiến mới của New South Wales là ông Dominic Perrottet. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Queensland trong 24 giờ qua Tiểu bang Queensland thông báo vừa có thêm hai ca nhiễm cộng đồng, gồm một em bé 3 tuổi có liên hệ đến ca nhiễm tại vùng Sunnybank và cả gia đình này đang trong thời gian sống cách ly tại nhà nên không có nguy cơ gì đối với cộng đồng. Trong khi trường hợp còn lại là một thiếu nữ 19 tuổi đến Queensland từ Victoria, nhận được kết quả dương tính khi đang trên chuyến bay từ Victoria đến Queensland. Và do đó, ngay sau khi vừa đến phi trường Brisbane, thì thiếu nữ này đã được đưa thẳng đến bệnh viện Royal Brisbane Hospital để được cách ly và do đó lây nhiễm cũng không phải là trường hợp nguy hiểm. Trong khi ngày hôm qua thì Queensland cũng đã có một ca nhiễm bí ẩn, đó là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, cư ngụ tại vùng Fitzgibbon thuộc phía bắc của thủ phủ Brisbane, đã bị dương tính và sinh sống trong cộng đồng 10 ngày. Các cuộc thử nghiệm vẫn đang tiếp tục để tìm hiểu lý do vì sao người phụ nữ này đã bị dương tính. Y sĩ trường Janet Young đã nhắc nhở cư dân trong vùng Fitzgibbon phải đi thử nghiệm tức khắc khi có triệu chứng cho dù là nhẹ. Cho đến thời điểm này thì những liên hệ tiếp xúc vẫn chưa được nhận diện. Cũng theo lời của bác sĩ Giang thì hiện nay, việc chủng ngừa đã bị bắt buộc cho tất cả những ai đang làm việc tại các bệnh viện, chăm sóc người khuyết tật và lực lượng cảnh sát. Trong khi đó thì việc chủng ngừa cũng được khuyến khích nhưng chưa bắt buộc cho những ai làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Tuy Queensland có vẻ như may mắn vì đã chặn đứng được sự lây lan mỗi khi xuất hiện vài ca nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, y sĩ trưởng Janet Young cũng như các chuyên gia y tế đều không thể loại bỏ trường hợp mà việc lây lan dịch bệnh với chủng Delta sẽ bùng nổ. Bởi vậy, hôm qua, y sĩ đoàn AMA tại Queensland đã cảnh báo là hệ thống bệnh viện tại tiểu bang cần chuẩn bị sẵn sàng ở mức độ 90% để đối phó nếu dịch bệnh bùng phát mạnh tại Queensland. Chủ tịch AMA, bác sĩ Kim Hansen nói rằng, hệ thống bệnh viện cần phải được chuẩn bị ở mức độ tối đa trước khi biên giới Queensland được mở cửa. Các chuyên viên của dịch vụ khẩn cấp các bác sĩ giải phẫu đã nhóm họp để thảo luận lần thứ ba trong khuôn khổ chương trình do y sĩ đoàn AMA tổ chức để chuẩn bị đối phó với dịch bệnh mà nhiều người dự đoán là sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Bác sĩ Kim Hansen nói rằng, hệ thống bệnh viện tại Queensland hiện đã hoạt động ở mức 100% và do đó không còn đủ khả năng để đối phó với làn sóng dịch bệnh nếu chủng biến thể Delta tấn công đến Queensland. Tình hình đại dịch COVID-19 tại Tây Úc trong 24 giờ qua để chuẩn bị cho thời điểm mà biên giới cứng của Tây Úc được giải tỏa, Bộ trưởng Y tế Roger Cook nói rằng, chính phủ Tây Úc có thể sẽ tái lập lệnh cưỡng bách mang khẩu trang và mật độ khách hàng tại các cơ sở chiêu đái khi biên giới cứng của tiểu bang được tháo gỡ. Đặc biệt là trong trường hợp này thì những người chưa được chủng ngừa có thể còn bị giới hạn nhiều hơn. Hiện nay chỉ có cư dân tại Nam Úc, Tasmania và Bắc Úc là được phép tự do nhập cảnh vào Tây Úc vì các nơi này không có ca nhiễm cộng đồng, trong khi cư dân tại New South Wales, Victoria và ACT sẽ vẫn tiếp tục không được nhập cảnh vào Tây Úc. Ông Roger Cook cũng nhắc lại là mục tiêu trùng ngừa tại Tây Úc vẫn là từ 80 đến 90%, mà Tây Úc hy vọng có thể đạt được vào tháng 12 sau khi Tây Úc có thêm vaccine Moderna. Nhắc lại là nhân số trùng ngừa tại Tây Úc vẫn ở mức thấp là 48.4% cư dân từ 16 tuổi trở lên là được trùng ngừa hai lần, so với chỉ số 56.9% trên toàn quốc Úc Châu. Ngoài ra, hôm qua, một chuyến bay của Virgin Australia từ Adelaide đến Perth đã bị đặt trong tình trạng báo động khi mà hơn 150 hành khách đã được thử nghiệm vì họ là những người có tiếp xúc gián tiếp đối với một ca dương tính đã xảy ra tại phi trường Adelaide. Bên cạnh đó, thì 12 trong số 22 thủy thủ của một tàu hàng đã bị thử nghiệm dương tính trong khi cập bến Fremantle và 6 người trong nhóm này đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Chính quyền Tây Úc cũng đã cố gắng gia tăng mức độ chủng ngừa tại thị trấn Port Hedland trong tuần tới như là một phần để cải thiện tình trạng chủng ngừa tại vùng Pilbara là nơi mà mức độ chủng ngừa hiện rất thấp dưới 20%. Chính quyền địa phương đang làm việc chặt chẽ với cộng đồng thổ dân để quảng bá cho chiến dịch chủng ngừa. Tại đây, chỉ có 16.6% cư dân là đã được chủng ngừa 2 lần và 27.7% là được chủng ngừa một lần. Cư dân tại vùng này khá phức tạp Ngoài tập thể người thổ dân và cư dân địa phương, còn có rất đông công nhân hầm mỏ gọi là phi phâu thường xuyên tới lùi và hầu hết các ca dương tính đã xuất phát từ nhóm phi phâu này. Ngoài ra, cũng như tại các nơi khác ở Úc, vùng Pilbara cũng có nhiều tin tức giả không chính xác về vấn đề chủng ngừa mà giới chức thẩm quyền cần phải quan tâm để phản bác. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.